Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Sau một quá trình chơi lan cũng không phải là ngắn thì mình đã trải qua rất là nhiều phân bón, sử dụng các nhiều phân bón khác nhau và sử dụng rất là nhiều giữa một cái ma trận rất là nhiều lan. Chúng ta không biết phân biệt đâu là loại phân bón nào là tốt và phân bón nào mà không tốt cho lan. Thì hôm nay mình sẽ cô đọng lại quá trình chơi lan, mình sẽ cô đọng lại tất cả, chỉ có vài thứ lan mà thôi. Các bạn nhìn thấy đó, nếu mà chúng ta đi mua lan ấy, đặc biệt là mua phân bón ấy, có rất là nhiều phân bón mà chúng ta không biết là phải mua loại nào, rất là nhiều, hàng trăm loại, hàng nghìn loại phân khác nhau. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái loại phân mà cơ bản nhất cho các bạn chơi lan. Và cái này là mình đã rút rất là nhiều rồi. Đây, trước mặt các bạn đó chính là cái bộ mà mình tự làm. Nếu mà bạn là những người mới chơi lan á, thì chúng ta chỉ cần trang bị như thế này là đủ rồi, gần như là hoàn hảo rồi. Và để cô đọng được cái những cái phân bón này đấy, mình đã phải trả giá rất là nhiều, chết rất là nhiều lan và sử dụng rất là nhiều loại phân khác nhau. Và nó đã rút ra mình một cái bài học. Thì trước mặt các bạn đó chính là cái bộ combo mà mình thường hay dùng. Mình xin nhắc lại là phân này là mình không có bán và các bạn có thể tự làm, không cần phải mua. Hạn chế sử dụng những cái phân hóa học các bạn nhé. Nếu mà đây chính là về cái bộ combo, nếu mà mình về phòng bệnh cho lan ấy thì mình sẽ ưu tiên hai cái, đó chính là cái vôi. Vôi này là vôi bột hay là vôi nha trầu cũng ngày xưa đấy, là em này là em có nhiệm vụ chính, đó chính là phòng bệnh thối nhũn cho lan. Phòng bệnh thối nhũn cho lan và em này đuổi sên cũng rất là tốt. Ngoài ra mình sẽ sử dụng cái thứ hai, đó chính là cái kinkinbun này này. Em kinkinbun này em có nhiệm vụ chính, đó chính là đó chính là trừ những cái bệnh gọi là dỉ sắt này, thối cuống, đụng lá này, thán thư này. Đó, em là chủ yếu là bệnh thán thư, bệnh dỉ sét thì có em kinkinbun. Còn về thối nhún thì là mình sử dụng nhiều, đó chính là cái thằng vôi bột hay là gọi vôi nhà trầu ấy. Đây là bộ này là bộ bảo vệ cái lan của chúng ta nhé. Còn về bộ chăm sóc phân bón thì là mình thường thường là mình sử dụng nhiều gói e chuối. Gói e chuối này là mình tự làm lên men 90 ngày và mình thường thường pha theo tỷ lệ là 20 giọt trên 1 lít nước và mình phun lên trên lan rồi. Gói e chuối công dụng rất là tốt. Ngoài gọi e chuối ra thì còn có gọi là GE nhà đam hay là GE lô hội. Cái này cũng làm GE cũng giống như GE chuối, là 90 ngày lên men và các bạn sử dụng cũng 20 giọt trên 1 lít nước nhé. Đây là GE rất là tốt. Đó, nó thường thường có một cái váng vị chua, váng giống như váng cà vậy. Em đang lên men mà, quá trình lên men rất là bình thường. Mình xài phân thuốc chủ yếu là xài GE nhiều. Mình chủ yếu là mình xài hầu như là chủ yếu là xài GE chuối và GE nha đam. Và ngoài ra là mình xài thêm nữa, đó chính là nước vo gạo. Thì nước vo gạo thì thường thường là các bạn mà vo gạo xong các bạn nấu ăn á, thì các bạn đổ cái nước vo gạo ra, sau đó các bạn cho thêm 5 phần nước lã nữa, tỷ lệ 1:5. Sau đó các bạn đánh tan nước lên, chúng ta tưới cho lan. Và nguyên tắc tưới phân của mình đó chính là cứ 5 ngày mình tưới lan một lần. Ví dụ hôm nay mình tưới nước vo gạo thì 5 ngày sau mình sẽ tưới thằng gai chuối và 5 ngày sau mình sẽ lại tưới gai nha đam. Mình chủ yếu mình xài nước vo gạo và gai chuối và gai nha đam là nhiều nhất. Ngoài ra nếu mà có điều kiện nữa thì chúng ta lên siêu tầm thêm một chút xíu nữa. Đây gọi là nếu các bạn có điều kiện nhé, còn đâu không thì chúng ta chủ yếu là mình sử dụng là cái thằng gai nha đam, gai chuối và nước vo gạo là thành phần chính. Và phòng bệnh này là chắc chắn là phải sử dụng cái này rồi. Phòng bệnh là phải là em này. Còn đâu là bình thường tưới mình chỉ tưới nước vo gạo, gai chuối và gai nha đam. Còn đâu nếu mà các bạn có điều kiện một chút xíu nữa thì chúng ta chỉ cần cái bộ này này. Cái sản phẩm B1 Thái chai xanh lắp đỏ. Đó, là em này công dụng rất là tốt, em này điều dưỡng cho cây, phục hồi cho cây bị suy nhược và kích thích da rễ rất là tốt. Còn ngoài ra chúng ta thêm một cái thằng phân nữa, đó chính là phân 20 đều. Mình hay thường gọi là bổ sung là phân 20-20-20 đó. Thì em này là cái phân này là phân hóa học, em này chúng ta hạn chế thôi. Bởi vì là những cái phân này là phân chúng ta tự làm nên nhiều lục cái mà nó sẽ không có đầy đủ được, nên mình phải bổ sung cái phân 20 đều.
cái này mình hạn chế rồi nhé, có thể là một tháng chúng ta tưới một lần, em này một tháng tưới một lần thôi, và mỗi lần mình tưới cái thằng 20 đều thì mình sẽ nhỏ thêm vài giọt B1 nữa. Ví dụ như là mình pha thằng 20 đều là 1g trên 1 lít nước, thì các bạn pha cái bình vàng là bình vàng của mình là bình vàng lít rưỡi đấy, thì các bạn pha khoảng độ 2g cho cái bình vàng đấy, và các bạn nhỏ thêm khoảng độ 5 giọt B1 này nữa, nhỏ thêm 5 giọt B1 này nữa là cây của chúng ta rất là hiệu quả, rất là ok. Đây chính là cái bộ combo mà hầu như là mình thường là mình sử dụng nhiều nhất. Đến 90% là vườn của mình là sử dụng em này, gọi chuối, gọi nha đam và B1 và phân 20 đều và lớp vo gạo. Đó, ngoài ra mình cũng hay sử dụng cái thằng nữa, đó chính là cái nước của cái bể cá này này. Nước của cái bể cá này là các em ấy là có nhiều thành phần của phân của cá đấy, rất là tốt. Mình rất là thích xài cái nước này. Mỗi lần mình tưới cái nước này là mình phun cho lan, và mình ít sử dụng cái nước máy, phun cho lan cả vườn mình, cả cái bể này cũng được ha, rất là tốt. Còn phân bỏ gốc đấy, phân bỏ gốc thì có 3 loại phân mà mình yêu chuộng, đó chính là phân ri lan màu tím, phân chuồn quế và phân chì của Nhật. Đây này, các bạn có thể là mua cái phân chuồn quế này các bạn bỏ gốc giúp cây rất là ok. Phân chuồn quế này mình không bán phân đâu nhé các bạn nhé, mình không bán phân đâu. Phân chuồn quế các bạn có thể là xài phân chuồn quế cũng được, không có phân chuồn quế thì có thể là dùng phân ri lan, hoặc có thể là dùng phân chì của Nhật. Có rất nhiều phân bỏ gốc nhiều lắm, phân dê, phân bò nhiều lắm, nhưng mà chúng ta có phân nào thì xài phân đấy, cái này chỉ là hỗ trợ thôi. Đại đa số là mình chủ yếu là mình xài cái thằng gọi là chuối, gọi là nha đam và lớp vo gạo, là ba cái thành phần này là không thể thiếu trong cái vườn lan của mình. Còn nếu mà chúng ta có thêm điều kiện chút xíu nữa thì các bạn có thể là mua thêm cái thằng B1 và phân 20 đều để bổ sung cho vườn lan của chúng ta, còn đâu không thì chúng ta không cần. Cái này chúng ta bổ sung thôi nhé các bạn nhé, có được không có cũng không sao, không chúng ta sẽ chủ yếu làm xài thằng này. Thằng nước vo gạo cực kỳ là tốt luôn, nước vo gạo cực kỳ tốt, gọi là chuối cũng vậy, và gọi là nha đam. Các bạn thấy đó, chúng ta xem những cái cách chia sẻ cho lan ở trên mạng, mình thấy có rất là nhiều người ta nói bộ combo này, bộ combo khác, nhưng mà thường là combo chúng ta phải mua, và nó rất là mắc tiền và nhìn nó rất là hoa mắt chóng mặt. Thì mình không có xài nhiều combo, mình chủ yếu mình xài cái thằng gáy này, đã ba thằng này thôi. Còn cái này thì chúng ta có thể là mua thì mua, không mua thì thôi, mình không có bán phân thuốc, các bạn có thể là mua ở ngoài tiệm bán hoa lan, có thể sưu tầm nhá. Em này tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Nước vo gạo kích thích da dễ rất là tốt. Gọi là chuối thì rất là nhiều kali, em này rất là nhiều kali, em này hỗ trợ cho việc là vận chuyển nước lên trên lá. Kali đấy sẽ giúp nước vận chuyển từ rễ lên lá, giúp lá cứng cáp, không có bị héo, khỏe mạnh. Còn gọi là nha đam thì cực kỳ tuyệt vời, rất là nhiều vitamin và khoáng chất. Nha đam á, rất tốt cho lan và cũng rất tốt cho người. Vườn mình chủ yếu là mình xài cái đấy thôi. Các bạn thấy đó, phân thuốc của vườn mình đâu có nhiều đâu, có cái đấy, có bao nhiêu thôi à. Phòng bệnh thì có em vôi và kinkin bun B1 với 20 đều là mình tưới hàng tháng, tưới một lần. Còn nó chủ yếu là xài thằng nha đam và chuối và nước vo gạo. Còn đâu là bình thường là mình tưới cái thằng nước cá, thì nó sẽ giúp cho cái vườn lan chúng ta sẽ rất là khỏe mạnh. Các bạn thấy đấy, mình chăm lan rất là đơn giản. Các bạn mà càng phức tạp thì cây lan của chúng ta nó sẽ càng không có hiệu quả đâu, dễ rất là đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một vài cây lan của chúng ta. Đây là cây mã thiên hồng, đây là cây hồ điệp của mình, nó đang ra rễ rất là đẹp này. Các bạn thấy nó đang ngầu này, bạn thấy ngầu không? Đó, bộ rễ của em bắt đầu rất là xanh. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem cái cây của mình ghép đẹp lắm. Mình rất thích hồ điệp ghép trên gỗ, rễ đang bò xanh đẹp. Đây, các bạn thấy bộ rễ em mới bám không? Đã. Mình rất là thích ngắm rễ hồ điệp, nhìn nó giống như những con giun ấy, đầu rễ nó xanh đẹp quá đã. Đây nè, cho các bạn xem đây nè. Đây là liễu nhà mình lở đến hơn một tháng rồi, bông vẫn chưa tàn các bạn nhé, rất là đẹp, thơm lắm. Đây này, mình cho các bạn xem cái bộ rễ của cây hồ điệp mình ghép lên trên gốc cây nhãn của mình này.
hai cây sao dễ rất là đẹp. Đấy này. Đấy. Không có phức tạp đâu, mình làm được các bạn cũng làm được thôi, không có gì khó khăn cả. Tất cả phân bón là mình tự làm chứ mình không có bán, các bạn cũng có thể tự làm không cần phải mua. Hạn chế dùng những cái phân hóa học các bạn này. Đây là hồ điệp mình ghép con lũa này. Mình rất thích hồ điệp. Thích nhất. Tất cả cây của chúng của mình trong vườn này là xanh tươi tốt khỏe mạnh là nhờ rất là nhiều vào cái những cái thứ phân thuốc này. Ngoài phân thuốc ra thì chúng ta cũng phải lên sưu tầm những cái giống nó có nguồn chất lượng cao, ví dụ như là hồ điệp thì chúng ta mua những cái dòng là dòng Đài Loan. Không có dòng Đài Loan thì ít nhất là chúng ta cũng phải mua được cái hàng là hàng Việt Nam. Còn đâu đừng có mà các bạn đi mua cái hàng Trung Quốc, mua mấy cái thứ tầm bậy tầm bạ về trồng rất là khó. Khó sống lắm. Khó sống lắm. Đây là một vài cây mình trồng. Trồng V3. Dễ ra nhiều lắm. Đậu dễ xanh, cây khỏe mạnh. Ngồng ra nhiều, bên mình ngồng nhiều lắm. Ngồng các bạn này. Cây đang ngồng nhiều lắm. Dễ xanh, nhiều lắm. Mình chỉ muốn chia sẻ một chút kiến thức kinh nghiệm mà mình đã trải qua để cho những người mới chơi chúng ta tham khảo, để không có bị chết lan nhiều và không có phải tốn nhiều học phí mua phân thuốc, chết cây giống như mình như ngày xưa. Chỉ có vậy thôi. Mục đích chính của mình lập kênh là để chia sẻ cách trồng lan cho những người bạn nào đam mê và cần thiết. Chỉ cần các bạn không có chết lan giống như mình, đấy là mình đã là thành công cái nhiệm vụ chính rồi. Gửi thông điệp đến các bạn làm sao để cho không có bị chết lan và trồng, giúp cho các bạn trồng những chậu lan nó tốt đẹp. Đây cũng là một cái công việc làm đẹp cho đời. Mình rất là thích. Làm được cái gì đó tốt đẹp cho đời thì mình cứ làm thôi. Sáng thì chúng ta ra ngắm lan miên man chút xíu các bạn, ngoài chủ đề thôi. Chúng ta sáng miên man ngồi ly cà phê rồi chúng ta ngắm lan. Bởi vì công việc này, công việc làm đẹp cho đời cũng là cái công việc rất là hay, đó chính là có nhiều cây xanh cũng rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Ngoài những thứ vui là nó không có lành mạnh trong cuộc sống, chúng ta có thể là qua sang cái thú vui là thú vui này nó không có mắc lắm. Không có cây lan của chúng ta chỉ có vài chục ngàn thôi, chứ không phải là không phải tiền triệu tiền tỷ gì cả. Rồi nó rất là tốt cho sức khỏe buổi sáng, rất là nhiều oxy, không khí lành mạnh. Mình rất là thích. Chứ còn đâu là những cái hàng cao cấp, mấy cái những hàng xa xỉ kia thì mình không có chơi. Lan ở một nhà lan rẻ tiền à. Tiền thì sóc cò không có, nhưng mà độ chân thành và chia sẻ lan thì là sóc cò luôn luôn đong đầy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà video hay thì các bạn có thể đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV của mình. Còn nếu mà video mà mang tính chất là không có hay hoặc có thể là thiếu sót gì đó thì các bạn có thể là comment góp ý giúp mình để video sau mình sẽ ra chất lượng hơn, tốt đẹp hơn, đóng góp cho cộng đồng lan chúng ta nó tốt đẹp hơn nhiều các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ chuẩn bị cho mình bộ combo này nhé. Nếu mà nhất định phải có nhé.